Thưa quý vị, thưa các đồng chí và các bạn, trong công tác đấu tranh chuyên án với các đường dây, ổ nhóm mua bán trái phép ma túy liên tỉnh hay xuyên quốc gia, lực lượng công an luôn phải đối đầu với bọn tội phạm chuyên nghiệp, manh động và liều lĩnh. Với chuyên án 270H, đây thực sự là cuộc đấu trí đầy gian nan và thử thách của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Bắc Giang và Bộ Công an. Với ý chí và tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, các anh đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy trái phép quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khoảng giữa năm 2011, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang nắm bắt được nguồn tin về một đường dây mua bán và vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh Tây Bắc về Bắc Giang tiêu thụ. Trước thông tin đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai nhiều mũi trinh sát, bí mật, thâm nhập địa bàn xác minh đối tượng, chủ mưu cầm đầu. Sau một thời gian ngắn, các trinh sát đã xác định được một trong những đối tượng nghi vấn có liên quan đến đường dây này là Lưu Thị Thuần, sinh năm 1963, trú tại thôn Sơn Quảng, Lương Phong, Hiệp Hòa. Quá trình xác minh được biết, chồng của Thuần là Nguyễn Quang Lý, hiện đang thụ án 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Việc Thuần có liên quan đến hoạt động phạm tội của chồng hay không thì chưa có đủ cơ sở tài liệu để chứng minh. Tuy nhiên Thuần vẫn là đối tượng được cơ quan công an đưa vào diện cần lưu ý. Quá trình nắm tình hình, các trinh sát nhận thấy, mặc dù Thuần sống ở những vùng nông thôn hẻo lánh, nhưng lại có mối quan hệ rất phức tạp. Trong đó có một số đối tượng không phải là người địa phương. Hơn nữa, tuy nhà đông con, kinh tế dựa chủ yếu vào nông nghiệp, nhưng cuộc sống của gia đình lại khá dư giả. Thêm vào đó, xã Lương Phong từ lâu đã là một điểm nóng về ma túy. Không ít đối tượng ma túy cộm cán đã bị bắt giữ, nên việc đặt ra giả thiết Thuận có dính dáng đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy là có cơ sở. Với đối tượng Thuận thì cái khó khăn là đối tượng này là một trong đối tượng hầu hết là không trực tiếp tham gia giao nhận ma túy, và đối tượng chỉ ở một vị trí dùng điện thoại di động để điều hành các cái đối tượng vận chuyển và các đối tượng nhận hàng. Đấy là một trong những cái rất khó khăn cho chúng tôi để thu thập tài liệu căn cứ chứng cứ. Sau khi đã có đủ cơ sở để nhận định Thuần đang điều hành một đường dây mua bán ma túy trái phép với số lượng lớn, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu lực lượng trinh sát cần giám sát chặt chẽ mọi di biến động của Thuần nhằm xác minh làm rõ các đối tượng nghi vấn có quan hệ với Thuần. Theo đó, đối tượng thứ hai được xác định cùng tham gia với Thuần là Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1952, trú tại xóm Ca, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, giữa Thuần và Dũng còn có sự liên kết khác chặt chẽ hơn, đó là mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân. Với những tài liệu trinh sát thu thập được, vào ngày 10 tháng 7 năm 2011, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 270H, để đẩy nhanh tiến độ điều tra, bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Lưu Thị Thuần và Nguyễn Tiến Dũng điều hành. Quá trình điều tra, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định nguồn ma túy của đường dây này vẫn là khu vực Tây Bắc và điểm giao dịch cuối chủ yếu tại khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn. Nhận thấy đây là một đường dây mua bán ma túy có quy mô phức tạp, nếu chỉ Công an tỉnh Bắc Giang độc lập đấu tranh thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo ban chuyên án đã đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an giúp đỡ về phương tiện, lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ đường dây này. Được sự giúp đỡ, phối hợp nhiệt tình của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy,
nên công tác điều tra có sự tiến triển rất khả quan. Chúng tôi đã mất rất nhiều ngày công, rất nhiều công sức của các tổ trinh sát đã cử ngày đêm bám sát các đối tượng và đã tìm rồi ra được manh mối và đã có đối liên quan một cái đường dây, một cái ổ nhóm, một số cái đối tượng ở một cái Mộc Châu Sơn La. Và xác định được cái tính chất hoạt động đó thì chúng tôi đã sử dụng các cái biện pháp nghiệp vụ khác để dựng lên các nhóm đối tượng này. Và qua rất nhiều cái thời gian kỳ công thì chúng tôi đã đánh giá được cái đường dây này hoạt động và tương đối lớn. Các đối tượng trong đường dây này cực kỳ tinh vi, nhất là bà trùm Lưu Thị Thuần. Tài liệu cho thấy Thuần không bao giờ xuất hiện trực tiếp nhận hàng, mà mọi giao dịch đều do ông Nguyễn Tiến Dũng đảm nhiệm. Đặc biệt là để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm, cung đường đi giao hàng. Chính vì vậy, ban chuyên án đã nhiều lần quyết định phá án nhưng chưa thành công. Vào cuối năm 2011, nghi ngờ Thuần và Dũng trực tiếp đi Tây Bắc lấy hàng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Công an tỉnh Bắc Giang đã bố trí lực lượng cất lưới tại địa phận tỉnh Hòa Bình. Nhưng khám người và xe ô tô không thấy gì, cuối cùng lực lượng chức năng buộc phải thả bọn chúng. Gần đây nhất là vào đêm ngày 5 tháng 4 năm 2012, nhận được nguồn tin bọn chúng chuyển một lượng ma túy lớn về Bắc Giang, ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch bố trí đón lõng kỹ lưỡng. Nhưng đến phút chót, Thuần đã thay đổi thời gian, phương tiện, giờ giấc, giao dịch nên ban chuyên án lại phải thay đổi kế hoạch. Khoảng cuối tháng 5 năm 2012, qua công tác nắm bắt tình hình, ban chuyên án nhận được thông tin đầu tháng 6 năm 2012 Thuần sẽ tiến hành giao dịch một mẻ hàng lớn. Đầu mối cung cấp hàng đã có sự chuẩn bị, chỉ đợi thời cơ vận chuyển hàng về xuôi. Xác định đây là thời cơ rất tốt để bóc gỡ đường dây ma túy này, các mũi trinh sát được lệnh giám sát chặt chẽ mọi hành vi của đối tượng nghi vấn. Ngày 2 tháng 6 năm 2012, kế hoạch bắt giữ đối tượng được ban chuyên án vạch ra một cách tỉ mỉ. Cụ thể, với quyết tâm không để các đối tượng tiếp tục lọt lưới, yêu cầu đặc biệt quan trọng được đặt ra trong kế hoạch bắt giữ lần này được ban chuyên án quán triệt với các cán bộ chiến sĩ là phải bắt quả tang được đối tượng chính trong ban chuyên án và các đối tượng khác có liên quan, thu giữ được tang vật và các tài liệu chứng cứ làm căn cứ truy tố đối tượng trước pháp luật, đồng thời đảm bảo yêu cầu pháp luật nghiệp vụ và trên hết là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia phá án. Hình thức phá án được lựa chọn đó là lực lượng vây bắt phải bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy cho Thuần và Dũng, hoặc khi Thuần và Dũng đang nhận ma túy từ đối tượng vận chuyển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì bắt. Cũng theo thông tin mà lực lượng trinh sát thu thập được, các đối tượng vận chuyển ma túy vẫn tiếp tục sử dụng ô tô di chuyển theo quốc lộ 6 từ Tây Bắc về Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển về Bắc Giang để giao hàng. Tiến hành phân tích khả năng di chuyển của các đối tượng, ban chuyên án nhận định, sau khi các đối tượng đi theo quốc lộ 6 về Hà Nội sẽ lựa chọn một trong hai hướng. Hướng thứ nhất là các đối tượng sẽ đi theo quốc lộ 1 hướng Hà Nội Lạng Sơn, sau đó rẽ vào quốc lộ 37. Hướng thứ hai, bọn chúng sẽ di chuyển theo quốc lộ 3 hướng đi Hà Nội Thái Nguyên, sau đó rẽ vào tỉnh lộ 298 về Hiệp Hòa Bắc Giang để giao hàng. Phương án của chúng tôi xây dựng thì dựa trên nghiên cứu toàn bộ quy luật đi lại của đối tượng và chúng tôi đã quyết định xây dựng cái phương án và chia thành 3 cái mũi chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Và cái phương án sau khi quá trình nghiên cứu quy luật đi lại và cộng với các tài liệu
trinh sát thì chúng tôi đã quyết định một cái phương án bắt chính, đó là phục kích tại cái khu vực xã Hợp Thịnh, đường 295 thuộc xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa. Để thực hiện hiệu quả các phương án bắt, Công an tỉnh Bắc Giang đã đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp giúp đỡ, cử lực lượng tham gia giám sát đối tượng khi chúng đang di chuyển từ Tây Bắc về Hà Nội. Mặt khác, tại điểm chốt mật phục trên quốc lộ 37 và tỉnh lộ 296 thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang, ban chuyên án yêu cầu mỗi điểm mật phục cần sử dụng ít nhất 3 tổ công tác. Sau khi phát hiện được mục tiêu nghi vấn, một tổ có nhiệm vụ phát hiện mục tiêu, một tổ có nhiệm vụ khóa đuôi. Tổ còn lại sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để ra hiệu lệnh dừng xe, áp sát khống chế các đối tượng. Đối với phương án bắt giữ trên đường sẽ xảy ra nhiều tình huống. Trong đó, tình huống các đối tượng vận chuyển ma túy manh động mang theo vũ khí nóng, phản ứng chống lại là hoàn toàn có thể xảy ra. Thêm vào đó, một biện pháp yêu thích của các đối tượng này là lao thẳng xe vào đội hình của lực lượng vây bắt. Vì chúng biết rằng bản án của chúng khi phải đối mặt gần như chắc chắn sẽ là tử hình. Chính vì vậy, ban chuyên án đã quán triệt với tổ công tác cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phương án vây bắt phải chủ động chặt chẽ và đặc biệt lực lượng vây bắt phải được trang bị vũ khí đủ mạnh để trấn áp khống chế kịp thời các đối tượng. Đối với lãnh đạo đơn vị thì chúng tôi cũng rất trăn trở. Phải tính toán xem xét lý do gì mà đối tượng nó lại cho chúng ta coi như là vào ma trận, đấy chúng tôi gọi là ma trận. Đấy. Hướng chúng ta đi là bắt đối tượng là theo cái xe của đối tượng. Đấy. Thế nhưng mà khi ta kiểm soát lần một thì bắt được xe nhưng không có hàng kiểm tra đối tượng. Thế từ đấy chúng tôi cũng có những cái mà coi như là xem xét để tính toán. Ngày 9 tháng 6 năm 2012, ban chuyên án nhận được nguồn tin là đầu mối cung cấp hàng cho Thuần đang chuẩn bị về xuôi và chắc chắn sẽ mang theo hàng trên ô tô. Ngay khi nhận được thông tin đó, thì lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát giao thông, phối hợp cùng với trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, triển khai các phương án đón bắt đối tượng. Đêm ngày 9 tháng 6 năm 2012, nhận được tin đối tượng đã xuất hàng và đang di chuyển từ Tây Bắc về Hà Nội, ngay lập tức đội hình, các tổ công tác triển khai mật phục tại các điểm chốt theo phương án. Bên cạnh đó, lãnh đạo ban chuyên án cũng bố trí sẵn trong trường hợp bắt quả tang đối tượng vận chuyển thì sẽ triển khai lực lượng vây bắt Dũng và Thuần, tránh trường hợp để cho chúng bỏ trốn. Đúng như những gì đã nhận định, sau khi về đến Hà Nội, các đối tượng tiếp tục di chuyển theo quốc lộ 3 về Bắc Giang để giao hàng. Lúc này, các tổ công tác đã thực hiện theo phương án 2 đã sẵn sàng đón bắt đối tượng. Khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 6 năm 2012, trên tỉnh lộ 296 thuộc địa phận thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa. Chiếc xe tải 1,5 tấn mang biển kiểm soát 29C01869 được xác định là của các đối tượng vận chuyển ma túy đã xuất hiện. Khi chiếc xe đang giảm tốc độ để vào cua thì phương án khống chế bắt giữ các đối tượng điều khiển chiếc xe tải ngay lập tức được thực hiện.
Ngay sau đó thì hai đối tượng cùng với chiếc xe ô tô nhanh chóng được đưa về trụ sở công an huyện Hiệp Hòa để tiến hành kiểm tra. Tại đây hai đối tượng đi trên xe tải 29C08169, Bình Thản khai tên là Sông A Lưu sinh năm 1975 và Tráng A Chu sinh năm 1966. Hiện trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Khi các trinh sát kiểm tra sơ bộ xe và người đều không thấy ma túy, các đối tượng này còn cho rằng lực lượng công an đã bắt nhầm người, lẽ nào lại có sự nhầm lẫn. Dựa vào kinh nghiệm đấu tranh với các chuyên án ma túy, các thành viên ban chuyên án nhận định các đối tượng mua bán vận chuyển đã cất giấu ma túy ở vị trí nào đó, đặc biệt ở trên chiếc xe tải này. Vấn đề quan trọng là phải tìm ra vị trí ấy thu giữ tang vật để phục vụ cho công tác đấu tranh tiếp theo. Thời điểm này, ban chuyên án đã hội ý và đi đến quyết định thuê thợ sửa chữa ô tô để đến kiểm tra tháo rời các bộ phận. Công tác khám xét tìm nơi cất giấu ma túy diễn ra kỹ càng tỉ mỉ. Thời gian cứ dần trôi, đến hơn 4 giờ sáng mà vẫn chưa thấy tang vật đâu. Không lẽ bọn chúng lại kịp tẩu tán tang vật, hay chúng thử thách bản lĩnh của lực lượng công an một lần nữa? Tang vật thì chưa thấy, rất dây động rừng. Đối tượng chủ mưu cầm đầu chắc chắn đã biết và có thể bỏ trốn. Nhưng khi chưa có đủ chứng cứ tài liệu để chứng minh hành vi phạm tội, lực lượng công an không thể bắt giữ chúng. Vào thời khắc này, sự quyết định của người chỉ huy cuộc vây bắt có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Từ khoảng 2 giờ cho đến gần 5 giờ sáng, toàn bộ cán bộ chiến sĩ chúng tôi cùng với thợ sửa chữa của xưởng ô tô khám xét cũng không đạt được kết quả. Lúc đó thì nói thật là một số cán bộ chiến sĩ cũng đã nản lòng. Nhưng với cái những cái tài liệu mà chúng tôi thu được và với cương vị chỉ huy đó thì chúng tôi cũng quyết định với niềm tin và qua các chữ nghiên cứu toàn bộ quy luật đi lại thì chúng tôi xác định là cái số lượng hàng chắc chắn là sẽ giấu ở trong cái xe đó, chứ không thể là không có hàng được. Cho đến khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 6, khi các trinh sát phát hiện hai bên thành xe trên cabin có dấu hiệu nghi vấn, Trung tá Thân Văn Duy quyết định mổ xẻ cabin. Ngay sau đó thì công an đã phát hiện và thu giữ trong hộc 2 vách hông của phía sau bên phải, bên trái cabin chứa 62 khối chất cục màu trắng hình hộp chữ nhật, nghi là heroin, được bọc bằng nhiều lớp ni lông. Kết quả giám định đã kết luận 62 khối chất cục bột màu trắng chính là heroin, có tổng trọng lượng là 21,79 kg. Các đối tượng là rất là lì lợm, các đối tượng là không chịu khai báo và không thừa nhận những hành vi vận chuyển của mình, và cho rằng cái xe đấy là xe là đi do vô tình. Nhưng bằng các biện pháp linh hoạt điều tra, bằng cái tác động về tình cảm và giải thích cái chính sách khoan hồng đối với những người không cần khai báo, nên bước đầu các đối tượng đã khai nhận là đã vận chuyển cái số ma túy này về Bắc Giang và Thái Nguyên. Căn cứ vào lời khai của Sông A Lư và Tráng A Chu, sáng ngày 10 tháng 6 năm 2012, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng và Lưu Thị Thuần. Tuy nhiên, do đứt dây động rừng nên cả hai đã bỏ trốn. Xác định hai đối tượng này chưa thể đi xa nên các mũi trinh sát tiếp tục truy bắt gắt gao. Về phía đối tượng Dũng, do làm tốt công tác nắm tình hình nên đến 10 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2012, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ y khi y đang lẩn trốn trong một ngôi nhà nghỉ trên địa bàn giáp danh giữa Hà Nội và Thái Nguyên.
do Lưu Thị Thuần đã bỏ trốn nên lực lượng công an đã giáo dục, cảm hóa Dũng để Dũng hợp tác trong việc truy bắt Thuần. Vào buổi chiều cùng ngày, thì Thuần đã bị bắt giữ tại khu vực bến xe Giáp Bát, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Dũng và Thuần đã bước đầu khai nhận là do có quan hệ tình cảm với nhau nên hai đối tượng tính kế làm giàu từ việc mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian từ tháng 11 năm 2011 đến thời điểm bị bắt, Dũng và Thuần đã mua 3 lần cho lọt 161 bánh heroin. Tổng số tiền Dũng và Thuần đã trả cho 3 lần giao dịch này là 487.000 đô la Mỹ và 600 triệu đồng. Lần thứ tư sau khi trả cho lần mua thứ ba xong thì Thuần đặt lại các vấn đề mua 62 bánh heroin. Cả 3 lần giao dịch này, đầu mối cung cấp hàng tại Tây Bắc đều thuê Sông A Lư và Tráng La Chu vận chuyển bằng xe tải. Đến ngày 9 tháng 6 năm 2012, Lư và Chu vận chuyển heroin về cho Dũng và Thuần. Trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an bắt giữ. Khi mà bắt giữ đối tượng Dũng và Thuần, thực tế là mình không thu trên người có hàng ma túy. Cho nên các đối tượng là ban đầu rất là lì lợm, cho rằng là mình không có ma túy, cơ quan điều tra không làm gì được. Thế nhưng quá trình đấu tranh với hai đối tượng thì là bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, bằng các biện pháp là giải thích chính sách khoan hồng pháp luật, và quan trọng nhất là biện pháp tung chứng cứ đúng thời điểm, nó buộc hai đối tượng đã phải tâm phục khẩu phục và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi mua được số heroin trên, phần lớn Dũng đem lên Lạng Sơn bán. Ngoài ra thì Dũng và Thuần còn khai nhận là đã bán gần 20 bánh heroin cho số đối tượng khác. Từ lời khai của đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra đã mở rộng án và bắt thêm 7 đối tượng có liên quan. Lời khai của các đối tượng này đều phù hợp với lời khai của Dũng và Thuần tại cơ quan cảnh sát điều tra. Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 11 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chồng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, dù là mẹ của 5 đứa con nhưng Thuần không lấy đó là bài học mà tiếp tục dấn thân vào buôn bán cái chết trắng. Tại cơ quan điều tra, Thuần đã khai nhận vốn có sẵn mối quan hệ của chồng và được các đối tượng ở Tây Bắc tin tưởng bán chịu cho ma túy. Đến khi tiêu thụ xong mới phải thanh toán tiền gốc, nên Thuần lao vào buôn bán ma túy như con thiêu thân. Vì mỗi một bánh ma túy nếu mua bán trót lọt thì có thể thu lãi từ 30 đến 50 triệu đồng. Để việc làm ăn phi pháp được thuận lợi, Thuần cặp bồ với Nguyễn Thế Dũng. Trong đường dây, Thuần chỉ giữ vai trò giao dịch trả tiền, còn thời gian, nơi có giấu hàng, Thuần giao cho nhân tình đảm trách. Để đề phòng bất trắc, Thuần không bao giờ mang ma túy theo người mà yêu cầu đầu mối thuê người vận chuyển ma túy về tận Bắc Giang. Địa điểm giao hàng do Thuận chọn và thay đổi. Sau khi nhận hàng thì Dũng có trách nhiệm cất giữ và tiêu thụ. Cứ bán hết hàng, Thuần và Dũng lại lên Sơn La trả tiền đặt hàng rồi về. Với những thủ đoạn này, từ năm 2011 cho đến nay, chúng đã nhiều lần làm vỡ kế hoạch vây bắt của lực lượng công an. Nó mang về là cũng chỉ biết mang về, sau là anh Dũng là anh tự là anh ấy, chứ em cũng không đòi hỏi. Tóm lại đi được mấy chuyến rồi? Thì đi được 3 chuyến. 3 hay 4? 3 chuyến sau thì là chuyến cuối bị bắt. Vâng. Bây giờ ân hận là mấy con mấy cháu là bây giờ là bố mẹ như thế, bây giờ là con cái là bây giờ là nó không có chỗ nơi nương tựa, mà không có người dạy bảo con cái. Được biết ngay sau chuyến bị công an bắt hột tại Hòa Bình, Nguyễn Tiến Dũng đã rất lo sợ, muốn chấm dứt việc mua bán chất ma túy. Nhưng Lưu Thị Thuần không nghe và cho rằng hành vi của chúng không dễ gì bị phát hiện. Thuần đã thuyết phục được người tình tiếp tục tham gia các phi vụ làm ăn mới, do Thuần chỉ đạo với quy mô, số lượng ngày càng lớn hơn. Ngay sau khi phi vụ vận chuyển 68 bánh heroin trót lọt, bọn chúng tiếp tục đặt một chuyến hàng nữa, gồm 62 bánh heroin, nhưng vụ làm ăn chưa thành thì đã bị giăng lưới.
Trong cái lúc này chúng tôi không thể sáng suốt được mà nói những cái điều nó như bình thường được. Nhưng mà có một điều tôi thấy là cũng đối với mọi người ngoài xã hội cũng nên tránh xa cái việc làm này ra. Và nếu mà ai còn có ý định làm hoặc là đang làm thì hãy dừng lại. Và để cho cái không mang lại cái đau thương cho gia đình mình và đau thương cho người khác. Vụ dùng xe tải đi bán ma túy theo đúng nghĩa đen này đã gây sửng sốt dư luận. Và hai đối tượng vận chuyển trực tiếp lại là người góp sức không nhỏ trong cuộc chiến chống ma túy. Đó là Tráng A Chu, phó trưởng bản, và Sông A Lư, công an viên bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Khi còn làm phó trưởng bản, Chu đã nhiều lần họp bà con trong bản lại, phổ biến giáo dục bà con về việc tránh xa ma túy. Nhưng rồi chẳng ai dụ dỗ, chẳng ai lừa gạt, Chu tự đi mua bán vận chuyển ma túy. Còn với Sông A Lư, 15 năm làm công an viên nên Lư có rất nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Trong làm trong xóm thì thôi thì nói chung là con em thì không được đi học nhiều. Nhưng mà mong rằng là thôi thì anh em mình đã chỉ khuyên là thôi thì anh em trong làm trong xóm thì nói chung là thôi thì còn ai mà còn đi theo con đường này thì nói chung là mong muốn là anh em bỏ. Nói chung là để một phần như thế này thì sau này con em mà người ta rất là đau lòng. Sau đó tôi vào trại thì tôi mới thấy là có người thì có vợ con thì người ta bỏ hết. Sau người ta sống lang thang một mình. Sau đó tôi mới thấy là cái này là rất đau lòng, nhưng mà sau khi mình đã xảy ra mình sẽ xảy lần không thể nói được. Trở lại chuyên án 270H, sự kiên trì trong chuyên án này là một trong những sức mạnh để thành công, vì một tháng chúng mới đi một lần, thậm chí vài tháng mới đi một lần. Thủ đoạn vận chuyển luôn luôn thay đổi, thoát ẩn thoát hiện, thường xuyên thay đổi lộ trình, không ra mặt trực tiếp. Đó là những thách thức đối với đội ngũ tham gia phá án. Gần một năm qua, lực lượng trinh sát đã vô cùng vất vả đeo bám bọn chúng. Có lần chúng còn câu nhử, đánh lạc hướng các đơn vị nghiệp vụ. Tuy nhiên, dù thủ đoạn của các đối tượng có tinh vi đến đâu, xảo quyệt đến đâu, chúng cũng bị lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy công an bắt giang và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lật tẩy và bắt giữ. Phải nói cái thành công của chuyên án, cái thứ nhất là cái vai trò của cán bộ trinh sát và đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chỉ huy phải thường xuyên quán xuyến và nghe cái diễn biến của chuyên án hàng ngày, hàng giờ, thậm chí hàng giờ, và bám sát các cái di biến động của các loại đối tượng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái sự phối kết hợp giữa các cái cơ quan chức năng của công an tỉnh Bắc Giang, của phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy với công an các huyện, thế và đặc biệt là cái sự phối hợp chặt chẽ của các cái cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an, đặc biệt là cái Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an. Ngay sau khi các đối tượng chính trong đường dây bị bắt giữ, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen tập thể cán bộ chiến sĩ tham gia ban chuyên án. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Nhiều mũi trinh sát của Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an và địa phương để tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây, sớm đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật. Song từ chuyên án này, những người làm án không khỏi chần chừ, suy tư, bởi đối tượng phạm tội có cả cán bộ cấp cơ sở, thậm chí còn là người lập công bắt tội phạm, đi tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống tội phạm ma túy. Nhưng vì siêu lợi nhuận, bọn chúng đã bất chấp tất cả để rồi phải chịu tội trước pháp luật.
địa bàn tỉnh Tuyên Quang những ngày đầu năm 2022. Tại một địa bàn rộng lớn với hơn 6.000 km2, len lỏi giữa những chuyển động không ngừng của cuộc sống thường nhật, tội phạm mua bán vận chuyển ma túy vẫn luôn tìm cách che mắt lực lượng chức năng, âm thầm tổ chức các đường dây khép kín để đưa hàng cấm ra thị trường, phục vụ cho các cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Và kết quả, trinh sát nắm bắt tình hình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phản ánh đúng về thực tế đó, với dấu hiệu của một đường dây ma túy liên tỉnh. Trong quá trình trinh sát nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát chúng tôi phát hiện tại địa bàn của thị trấn Sơn Dương nổi lên một số đối tượng là những đối tượng đã có tiền án về ma túy và có cái biểu hiện bất minh về kinh tế. Đối tượng vừa mới ra tù nhưng mà lại có rất nhiều tiền để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cho cá nhân. Sau đó là có những cái cuộc ăn chơi rất là cần phải chi tiêu rất nhiều tiền. Trước khi xác lập chuyên án, mọi nguồn thông tin được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang đánh giá thận trọng để có nhận định chính xác về quy mô cũng như tính chất phức tạp, sự tinh vi trong thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Sau khi nghe báo cáo của trinh sát Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy là có một ổ nhóm đưa ma túy từ Tây Bắc về tỉnh Tuyên Quang để tiêu thụ, thì lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh. Quá trình đấu tranh chuyên án thì xác định cái nhóm đối tượng này liên quan đến rất nhiều các đối tượng ở các tỉnh thành và xác định cái nguồn ma túy cung cấp là được đưa từ nước ngoài vào. Để phục vụ công tác đấu tranh chuyên án, lực lượng trinh sát tiếp tục tập trung lực lượng xác minh, làm rõ các dấu hiệu nghi vấn của các đối tượng trong đường dây, lựa chọn điểm đột phá trong chuyên án. Trong nhiều tháng thực hiện công tác trinh sát, một đối tượng trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được ban chuyên án đặc biệt chú ý. Đối tượng này được xác định mới chấp hành xong án phạt tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nên luôn cảnh giác và đề phòng. Các mối quan hệ và cung đường di chuyển của đối tượng này cũng rất phức tạp, nhưng hầu hết hạn chế gặp gỡ trực tiếp. Chính vì vậy, việc xác định vai trò của đối tượng này trong đường dây gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình điều tra, trinh sát, anh em phát hiện Đào Ngọc Quý có mối liên hệ mua bán ma túy với đối tượng ngoại tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái và thường xuyên mua ma túy về phân nhỏ bán cho các đối tượng và với thủ đoạn rất là tinh vi, xảo quyệt là chôn giấu ma túy giao cho các đối tượng ở các địa bàn hẻo lánh và gọi điện thoại để các đối tượng đó đến lấy. Nhiều đối tượng mua bán trên địa bàn cũng không biết mặt Quý là ai. Và với thủ đoạn này thì chúng an tâm rằng là sẽ không bị công an phát hiện. 12671 đã xuất hiện đến Sơn Dương. Với các biểu hiện nghi vấn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang nhận định Đào Ngọc Quý có vai trò nhất định trên thị trường bán lẻ ma túy tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kết quả xác minh cho thấy, Quý thường di chuyển một mình đến những địa điểm không cố định và rất vắng người qua lại để giao nhận hàng. Các đối tượng có liên quan đến những giao dịch bất minh của Quý cũng luôn có sự đề phòng và hạn chế trao đổi trực tiếp. Các cái đối tượng này là tất cả đều có tiền án về ma túy, tức là chúng có những cái hoạt động phạm tội với cái phương thức thủ đoạn rất là tinh vi xảo quyệt, đặc biệt là cái đối tượng quý này khi mà giao ma túy cho các đầu mối bán lẻ ở Tuyên Quang thì đối tượng không ra mặt, người mua và người bán thì chỉ gặp nhau một lần đầu tiên, sau đó là tất cả các cái hoạt động mua bán chúng đều thông tin qua điện thoại, gọi điện cho nhau, hẹn nhau sau khi mà người mua chuyển tiền thì đối tượng Quý này sẽ hướng dẫn đến một cái địa điểm mà Quý đã giấu ma túy ở trước đó.
Mở rộng xác minh, lực lượng trinh sát nhận thấy Quý có một mối liên hệ chặt chẽ với một đối tượng có biệt danh là Bố Già. Nhận định các đối tượng đặc biệt danh này cho nhau để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, lực lượng trinh sát tập trung xác minh đối tượng này. Qua nhiều ngày theo dõi, công tác trinh sát đã thu được kết quả và người có biệt danh là Bố Già lại là một đối tượng nữ có tên là Nguyễn Thị Thắng, sinh năm 1973, trú tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Thắng được xác định là người bán ma túy cho Đào Ngọc Quý. Quý sau đó mang về Tuyên Quang bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Tuy nhiên, ban chuyên án xác định Nguyễn Thị Thắng chưa phải là đối tượng cầm đầu của đường dây này. Cái việc mà xác minh để tìm được cái người có tên là Bố Già thì lực lượng trinh sát chúng tôi cũng rất là vất vả, cũng phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ ròng rã. Sau đó, sau khi mà xác định được Bố Già này chính là Nguyễn Thị Thắng, là người đã cung cấp ma túy cho Đào Ngọc Quý để bán ma túy tại địa bàn huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang. Qua phân tích tài liệu và đánh giá vai trò của từng đối tượng, ban chuyên án nhận thấy tính chất phức tạp của đường dây ma túy này và địa bàn hoạt động trải dài qua nhiều tỉnh thành. Nếu chỉ riêng lực lượng công an, một địa phương khó có thể bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm này và chỉ có thể bắt giữ được các đối tượng ở khúc cuối đường dây mà không xử lý được đối tượng cầm đầu. Với nhận định như vậy, ban chuyên án quyết định tiếp tục tổ chức nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành để đấu tranh triệt phá. Xác định cái việc đấu tranh với tội phạm ma túy là phải đấu tranh quyết liệt, đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa và phải bắt được đối tượng cầm đầu. Nên lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy để chỉ đạo bắt giữ cả đường dây. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy đã chỉ đạo công an các địa phương có liên quan phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh chuyên án. Sau khi phân công nhiệm vụ thì lãnh đạo cục chủ trương giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang chủ công xác minh điều tra sâu kỹ về toàn bộ cái đường dây này để báo cáo cục và xây dựng kế hoạch triệt phá. Thì quá trình cũng rất khó khăn cho đơn vị Công an tỉnh Tuyên Quang bởi vì địa bàn rất là xa hiểm trở. Từ đây lên đến nơi ở của đối tượng chính là một cái địa bàn vùng cao biên giới hiểm trở và rất khó đi, và đường thì đến nơi cũng phải 400-500 km. Tiến hành thu thập thông tin về diễn biến hoạt động phạm tội của các đối tượng, trinh sát xác định đường dây mua bán trái phép chất ma túy có quy mô hoạt động liên tỉnh từ Sơn La, Lào Cai, Yên Bái về Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội để tiêu thụ. Lần tìm lên khúc trên của đường dây, cơ quan điều tra xác định Lương Văn Hậu, sinh năm 1978, trú tại tỉnh Lào Cai, và Đào Mạnh Cường, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Phú Thọ, là hai đối tượng đã bán ma túy cho Nguyễn Thị Thắng. Trong đó, Đào Mạnh Cường thể hiện là đối tượng ma mãnh khi liên tục thay đổi thời gian và địa điểm giao dịch bất kể ngày đêm. Đặc biệt, trước khi vận chuyển và giao nhận ma túy, Cường thường thuê một đối tượng đi dò đường phía trước. Trinh sát sau đó xác định đối tượng làm nhiệm vụ hoa tiêu cho Cường là Dương Đình Anh, sinh năm 1994, trú tại tỉnh Phú Thọ. Xác định được cái cung đường vận chuyển ma túy của các đối tượng cũng rất là khó khăn. Lý do là cái đường vận chuyển từ Sơn La qua Yên Bái, qua Phú Thọ về Tuyên Quang là cung đường rất dài. Lực lượng trinh sát chúng tôi rất mỏng. Cả đơn vị tập trung lực lượng trinh sát vào thì nếu mà theo đối tượng trên một cái cung đường dài như thế cũng rất là dễ lộ.
Ban chuyên án đã cử nhiều tổ trinh sát xác minh, thu thập thông tin về di biến động và cung đường vận chuyển ma túy của các đối tượng. Từ đó xác định kẻ cầm đầu đường dây là Sộng A Tủa. Điều đặc biệt, Tủa là cán bộ của thôn Hủy Vạn thuộc xã Hủy 1, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Với vị trí là cán bộ thôn, đối tượng Sộng A Tủa đã tạo dựng cho mình một vỏ bọc tinh vi để che đậy cho mình một hành vi phạm tội nhập ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó bán cho Đào Mạnh Cường và Lương Văn Hậu. Đối tượng Sống ở Tủa là đối tượng cầm đầu đường dây. Tủa là một đảng viên và là phó bí thư chi bộ của thôn Hồi Bản. Thì cái việc mà Tủa là đảng viên thì cái việc mà Tủa che mắt người dân để tạo cái vỏ bọc cũng như là để giao dịch mua bán trái phép ma túy nó rất là tinh vi. Cái việc mà giao dịch mua bán trái phép ma túy của Tủa với Đào Mạnh Cường cũng như là Lương Văn Hậu ấy, thì chủ yếu là vào ban đêm. Trên cái việc mà theo dõi cũng như là trinh sát để nắm tình hình về cái việc đó rất là khó khăn. Mà cái việc Tủa giao dịch thì thường là Tủa không trực tiếp đứng ra, mà Tủa giao cho những đàn em hoặc là những người anh em thân tín khác để giao dịch ma túy. Chúng tôi đã tổ chức lực lượng của các đơn vị tham gia và chuẩn bị tất cả để chúng ta cất vó toàn bộ cái đường dây này. Thì tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang thì chúng tôi đã chuẩn bị cái phương án bắt với tất cả các đối tượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thế còn chúng là tại địa bàn Thượng Bằng La thì chúng tôi sẽ xác định được là sẽ phải bắt hai đối tượng. Một đối tượng là đối tượng Hoa Tiêu đi trước dò đường. Đối tượng Cường sẽ là đối tượng chính để mang ma túy đi xe máy. Và chúng luôn luôn là có vũ khí để bên cạnh hông xe để chống trả thì lực lượng bị bắt, mà chúng tôi xác định đó là một con dao rất là dài cắm ngay tại yên xe. Trải qua 6 tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh do Sộng A Tủa cầm đầu. Nhận thấy thời cơ đã đến, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng công an các tỉnh lân cận đồng loạt ra quân triệt phá. Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2022, lực lượng phá án chốt chặn ở các vị trí trên cung đường vận chuyển ma túy. Khi ánh đèn xe của đối tượng vừa lóe lên, các tổ công tác ập vào khống chế. Mũi tiến công mở màn, bắt quả tang hai đối tượng là Đào Mạnh Cường và Dương Đình Anh đang trên đường vận chuyển ma túy từ Sơn La về Phú Thọ. Cái gì đây?
Bao nhiêu bánh? Mày nói luôn đi. Bao nhiêu bánh? Bao nhiêu nói luôn. Bao nhiêu bánh ma túy? Nói to. Anh. 6 bánh à? Tiếp đó lần lượt đối tượng cầm đầu Sộng A Tủa và 5 đối tượng nằm trong đường dây là Lương Văn Hậu, Nguyễn Thị Thắng, Đào Ngọc Quý, Khương Hồng Sơn và Nguyễn Bá Hiếu đã bị bắt giữ. Đức cũng đã có một sự lựa chọn rất là kỹ càng. Sau khi thẩm định phương án phá án thì Cục C4 đã đồng ý với phương án chúng tôi và thực tế nó cũng đã chứng minh là một cái kế hoạch bắt rất hoàn hảo, đảm bảo được cái yêu cầu bí mật nghiệp vụ cũng như là về an toàn cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ tham gia, thu được tang vật, bắt giữ được toàn bộ số đối tượng này. Đây, Tuyến đây. Toàn bộ tang vật của vụ án được thu giữ. Đơn vị kỹ thuật hình sự cũng nhanh chóng thực hiện giám định các thành phần ma túy để củng cố thêm tài liệu, chứng cứ, phục vụ cho công tác mở rộng điều tra. Tuy nhiên trong quá trình trực tiếp đấu tranh, một số đối tượng có biểu hiện chống đối, không hợp tác với cơ quan điều tra. Từ cái lúc bắt về cho đến khi vào trại giam là đã có rất nhiều lần là Quý đã dọa tự tử gây áp lực cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên thì chúng tôi đã dùng các biện pháp nghiệp vụ cũng như là dùng mọi cái chứng cứ để buộc tội Quý cũng như là giáo dục cho Quý hiểu rằng cái việc vi phạm pháp luật của mình. Sau đó thì Quý đã phải cúi đầu nhận tội. Người bị tạm giam Đào Ngọc Quý đã có cái hành vi tự sát. Qua công tác nghiệp vụ thì đã phát hiện kịp thời và xử lý đảm bảo an ninh an toàn. Hiện tại thì các đối tượng thì chấp hành tốt nội quy cơ sở tạm giữ. Bên cạnh đó thì trại tạm giam cũng đã tiến hành phối hợp trong hoạt động tố tụng, đặc biệt là phối hợp với cơ quan tiến hành thụ lý, cơ quan điều tra thì đã cung cấp được nhiều cái tin có giá trị để phục vụ về cái công tác quản lý tạm giữ cũng như là điều tra làm rõ tình tiết trong vụ án, đảm bảo cái yếu tố về pháp luật và nghiệp vụ. Và kết quả đã đưa các đối tượng trong chuyên án ra truy tố xét xử đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Với những tài liệu và bằng chứng thu thập trong suốt quá trình đấu tranh của ban chuyên án, các đối tượng đều đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và chấp nhận những bản án nghiêm khắc của pháp luật vì gieo rắc cái chết trắng cho cộng đồng. Sau khi tôi mua được ma túy của chị Thắng thì tôi mang ma túy về nhà tôi ở thị trấn Sơn Dương, thì có anh Sơn, Khương Sơn có liên hệ với tôi hỏi mua ma túy để trao đổi ma túy tổng hợp với tôi. Thì tôi cũng biết là cái việc làm của tôi nó vi phạm pháp luật đấy, nhưng mà vì cái hoàn cảnh không có đức tiền, không có thu nhập, không có việc làm thì tôi suy nghĩ nó bồng bột thì tôi làm việc như thế. Ngày xưa tôi có làm ở trong trại giam Hồng Ca ở cái doanh nghiệp Quế, có quen anh Hậu là anh đang cải tạo tại trại giam Hồng Ca. Thế khi anh Hậu có hết án về, có đến quán cho tôi chơi, có hỏi tôi có mua ma túy không. Thì anh Hậu có giới thiệu tôi cho anh Đào Minh Cường ở Phú Thọ. Và khi biết được nhau rồi thì anh Hậu có bảo anh Cường là bán cho tôi một bánh ma túy và 5 mảng đá. Thế mà tôi có bán cho anh Khương Hoàng Sơn ở Sơn Dương, huyện Sơn Dương, và anh Đào Ngọc Quý ở Sơn Dương, Tuyên Quang. Tôi điều khiển xe ô tô ra chợ trung tâm để chị Thắng mua đồ. Lúc lên xe thì cơ quan điều tra có yêu cầu tôi dừng xe. Lúc đấy thì nghi tôi có liên quan đến đường dây ma túy và yêu cầu tôi đến trụ sở công an huyện để làm việc. Trong đó tôi biết lúc đấy thì tôi cũng trong người tôi không có ma túy nên tôi đã lấy ra nộp cơ quan công an. Đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã làm rõ tất cả các hành vi mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng, trong đó lượng ma túy chúng thực hiện
được mua bán lên tới 56 bánh heroin, 34 cân thuốc viện và hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp. Sau khi cái chuyên án này thành công, thì chúng tôi đã đánh sập được một cái đường dây ma túy rất lớn từ Sơn La về các tỉnh phía Tây và phía Đông Bắc. Nó đã triệt phá được, đánh sập cái hệ thống bán lẻ trên địa bàn của tỉnh Tuyên Quang và làm cho các đối tượng đã một thời gian dài là cũng không có lượng ma túy để bán. Ghi nhận thành tích của lực lượng phá án, nhiều tập thể và cá nhân đã nhận được sự động viên kịp thời của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang. Chuyên án thành công như một lời khẳng định rằng các đường dây dù có thủ đoạn tinh vi đến đâu, lực lượng điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an các tỉnh, thành đều đủ sức khám phá và bắt giữ.